Mệnh đề danh từ sắp là hao, cấu trúc của nó như thế nào? Đối với mệnh đề danh từ sắp là hao thì cấu trúc của nó như sau. Thứ nhất là hao cộng với s cộng verb o, nó chính là cấu trúc của mệnh đề danh từ cấu trúc đầy đủ. Cái thứ hai là hao cộng với to cộng verb cộng o. Cấu trúc thứ ba nó chính từ hao cộng với many, rồi sau đó là cộng với danh từ số, số nhiều của danh từ của s, rồi sau đó cộng với s cộng verb o. Cái tiếp theo là how cộng với từ much, rồi sau đó là cộng danh từ không có s có nghĩa danh từ không được, rồi sau đó chúng ta có s cộng verb o.